Em xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở cái video này thì em sẽ tiếp tục chia sẻ đến các anh chị cái chương trình AirDrop điện từ cái dạng GM.ai này. Đây là một cái lớp vận hành của Solana. GM sẽ ra mắt vào ngày 14 tháng 8 các anh chị. Và hiện tại thì trong vòng 4 giờ thôi các anh chị thì cái dự án này nó đạt được 100.000 user rồi các anh chị. Đây. Thì cái con này thì các anh chị cũng chỉ cần check cái tài khoản Telegram, các anh chị nhận được cái token của họ thôi nhá. Và ngày 14 tháng 8 thì nó sẽ ra mắt cái token này. Thì ở cái video này thì em sẽ chia sẻ các anh chị cái cách để chúng ta tham gia cái chương trình AirDrop của họ nhá. Cái con này thì nó cũng tương tự như cái con Dog con Cat luôn các anh chị. Các anh chị chỉ cần check cái tuổi của Telegram để các anh chị nhận được cái AirDrop của họ thôi nhá. Nhưng để mà đăng ký cái chương trình AirDrop của cái dự án này thì các anh chị click vào cái đường link em để ở bên dưới cái phần mô tả của video đấy, thì nó sẽ đưa các anh chị đến cái giao diện như của em ở trên màn hình. Các anh chị nhấn vào cái chữ start để bắt đầu nhá. Rồi các anh chị nhấn vào cho em cái chữ cool let's start ở đây. Các anh chị đợi cho nó chết nhá. Đây cái tài khoản của em là được 4,5 năm rồi nhá. Các anh chị nhấn vào continue này. Đây các anh chị nhấn vào continue. Rồi và ở đây thì em nhận được 500 cái đồng kim cương này nhá. Các anh chị nhấn vào cover to GM này. Các anh chị click vào đấy nhá. Rồi thì nó sẽ đưa các anh chị đến cái giao diện như của em ở trên màn hình. Ở đây thì em nhận được 500 cái đồng kim cương này. Sau này thì người ta sẽ cho chúng ta quy đổi từ cái đồng kim cương này sang cái đồng GM nhá. Đây, cái mục cover đây các anh chị. Thì hiện tại thì cái tính năng này nó chưa mở đâu nha các anh chị. Sau này thì họ sẽ cho chúng ta chuyển đổi sau. Thì lúc nào cho chuyển đổi thì em sẽ thông báo đến các anh chị nhá. Còn bây giờ thì các anh chị cứ đăng ký cái tài khoản để các anh chị kiếm cái đồng kim cương này kìa. Và cái tổng pool là 10 triệu cái đồng GM nhá. Rồi bây giờ thì để kiếm cái đồng kim cương đấy thì trước hết các anh chị vào trong cái mục wallet ở đây này. Các anh chị tiến hành tạo cái ví nhá. Để tạo ví thì các anh chị nhấn vào create new wallet này. Nó sẽ xuất hiện cái cụm 12 ký tự nhá. Các anh chị copy và các anh chị lưu lại cái cụm từ khóa này. Các anh chị nhớ là lưu lại cái cụm từ khóa nhá và các anh chị nhấn vào chữ save continue. Rồi bây giờ các anh chị điền lại cái đúng cái vị trí của các cái từ tương ứng nhá. Số vị trí số 3 là cái từ nào thì các anh chị điền vào và các anh chị nhấn vào continue nhá. Rồi nó báo như thế này là ok nhá. Các anh chị đã tiến hành tạo ví thành công rồi, các anh chị nhấn vào cái chữ start earning. Rồi sau khi các anh chị hoàn thành thì các anh chị sẽ thấy là các anh chị sẽ nhận được 1.000 cái điểm kim cương này và cái địa chỉ ví của các anh chị nó nằm ở đây này. Rồi bây giờ thì các anh chị đi hoàn thành các cái nhiệm vụ ở đây để các anh chị kiếm thêm cái đồng kim cương nhá. Cương nhá. Ở cái mục basic tag các anh chị click vào này. Rồi follow cái x của dự án các anh chị click vào này. Các anh chị nhấn vào connect your x account ở đây. Ở đây nó yêu cầu các anh chị cho phép từ cái GM1 đến GM4 đấy các anh chị, nó cứ yêu cầu thì các anh chị cứ cho phép nhá. Rồi các anh chị nhấn vào follow. Rồi các anh chị quay trở lại. Các anh chị nhấn vào chữ chat nhá. Ở đây cái nhiệm vụ thì em đã hoàn thành rồi nhưng mà không biết khả năng là bên hệ thống nó bị lỗi hay là sao, nhưng mà khi bật chat thì nó cứ quay thôi các anh chị. Đấy. Nó quay như thế này nhá. Nó không hoàn thành cái nhiệm vụ nhá. Thì các anh chị cứ thử lại sau. Cái nhiệm vụ follow thì chúng ta cũng thường xuyên làm rồi đấy, nó cũng đơn giản nhá. Tương tự ở cái nhiệm vụ join vào cái group của dự án nhá. Các anh chị nhấn vào join này. Rồi các anh chị quay trở lại, các anh chị nhấn vào chat. Đấy, như thế là cái nhiệm vụ join vào cái group Telegram là đã ok rồi nhá. Đấy. Rồi khi các anh chị join vào các cái group này thành công thì nó sẽ các cái mục ở dưới này này, nó hiện lên cho các anh chị hoàn thành để các anh chị kiếm thêm nhá. Để chẳng hạn như cái nhiệm vụ xem cái video thì các anh chị click vào, các anh chị click vào chữ visit này. Các anh chị đợi cho nó load một chút xíu nhá. Rồi và các anh chị quay trở lại. Các anh chị bấm vào chat nhá. Đấy,
các cái nhiệm vụ ở dưới thì các anh chị làm tương tự nhá. Các anh chị thử hoàn thành cái nhiệm vụ ít này xem nó có ok hay là không này. Follow cái đấy, follow cái dự án này trước, xong rồi các anh chị quay trở về các anh chị chat này. Khả năng là cái nhiệm vụ ở đây ít nó đang bị lỗi đấy các anh chị. Đây. Thì các anh chị cứ thử lại nhá. Đây nó có các cái nhiệm vụ nào các anh chị làm hoàn thành được thì các anh chị cứ hoàn thành. Còn nhiệm vụ nào mà không hoàn thành được thì các anh chị có thể bỏ qua nhá. Hoặc là các anh chị cứ thực hiện rồi một lát sau các anh chị vào các anh chị check nhá. Khả năng là khi chúng ta thực hiện và các anh chị check ngay thì nó báo lỗi đấy, nó chưa chấp nhận. Đây các anh chị cứ tranh thủ các anh chị kiếm cái điểm kim cương này nhá. Sau này họ sẽ cho chúng ta cover sang cái điểm cái đồng GM ở đây này để chúng ta sẽ nhận airdrop. Đây và các anh chị vào các anh chị hoàn thành các cái nhiệm vụ ở đây để các anh chị kiếm cái điểm kim cương. Rồi các anh chị sao chép cái đường link nhá, các anh chị chia sẻ về bạn bè của các anh chị để các anh chị kiếm thêm cái kim cương này. Các anh chị có thể vào cái mục token nó mít ở đây này. Các anh chị xem tổng cộng nhá. Đây cái mã cái token của cái dự án này là token GM này, tổng cộng là 1 tỷ này. Đấy. Cộng đồng là phân bổ được 55% nha các anh chị. Ở đây cái airdrop của các anh chị nhận thì nó sẽ mở khóa hoàn toàn nhá, nó không khóa nhá. Đấy. Keo rất là ngon nha, nên các anh chị đừng có bỏ qua cái keo này. Chỉ cần các anh chị vào các anh chị check cái tài khoản là các anh chị nhận được cái kim cương rồi đấy các anh chị. Rồi như thế là em đã chia sẻ các anh chị cái cách để các anh chị tham gia cái chương trình airdrop đến từ cái dạng gm.ai này rồi nhá. Đây là một cái keo ngon các anh chị đừng bỏ qua nhá. Rồi em xin chào tất cả các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo ạ.